nhỏ rộng y trọng liệt chỉ có tiếng trả mong thông lời lúc ăn tư đợt nọ của gió là hạ bế là lụt chân đợt tư cũng gồm mạnh và nhỏ trọng lúc tay chấm lo và trình đại thao là nọ nữ trọng lúc chỉ giờ chỉ tư nam mò là một cụ tàu nọ nè cho lù mất trả tờ nhỏ trọng hồ tay dụ thư xử lý này cho xó xử nè tỏ hại là tiếng mạnh và tên nọ chú lo tớ mất được tư đồ nu tỉ còn tin được gì lúc cậu y lì trong óc ác của cha nó lợi giờ li nó cụ thọ hải đồ bé y trọng mong cho tu hải xó xử là giờ nè trông hải xó xử cụ xa có nè sẽ đợi ô tí rong xa mang và tư trí tàu tùa nó trừ lo cho mong được chẳng chê xứ lúa tư trí tàu tùa ai giờ li nó ô lì chả nè họ mong được trả tờ để nó trừ lo mong được tùa mà khó nọ của hà đốn nè y trọng mong nè gió hải xó xử nè tàu xô có măng có trắng quần đây nè gió hải nè mà li hải nè chị ta li nọ nè bộ tàu giờ y tư một cỡ hải xó xử nè bộ tàu giờ y tư cỡ tờ lọ nè mà li hải nè chị cho xa đẹp nó lộ vô YouTube tàu nhiên chỉ tê giả xó xử nó mua chân chỉ chân ở nơi mua hải đồ hồ YouTube để có nơi trông YouTube đầu năng thể nhiệt độ này là do YouTube thể nhiệt độ này nơi cho xí lưu chú gì lý nó nơi y trọng mong chờ đợi khó cụ thơ cha cụ thơ thế trả nơi chỉ bố nơi mua hải cha đâu có cha lợi do luật tụ trứ luật chỉ dấu xe luật phong nơi thổ nó nơi trâu tăng mạnh nè trâu chị mà ông tây trang lời nhớ nè với tu tu hay xò xử nè tổng nông khó trắng bố khó trắng tiền của một trắng tiền nè tổng đo tu chứ chua thả lộ của cả của trò chạy đó nè thả nè mà li thả mà giờ li nọ cũng sơ sân cho bê ít trọng tu hay xò xử chỉ hạ nhớ lúc tây chờ tư thó có nè xò xử li nọ lợi nè yếu tàu cỡ với tu tu hay xò xử nhiều mà li hại hai có một chân thì li hại hai chỉ chân cho hại cho sao thì tay YouTube nó cứ nhẹ dùng gì cho vừa mua u mua nọ cho lo hại để có YouTube YouTube vậy chỉ lo thấy nhẹ đồ dùng bây cho xử lý nó là giờ có mua là lý chú gì nhưng mà một khứ lý giả thay lý giả hai lý giả cho lo trò để xí ở xó xử thó có bé chua khó chân bên mà li hại để cú lù hay lý nó trò bê y trong mong chờ đợi giờ có chia tu hay xóa sự thọ cho hài lợi hài lý nào sư của trọng đạo.